Truyện vạn cổ tân đế, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bảy Màu Fiction Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 18: Kinh thế kỳ tài. Đối với võ tháp, Trương Nhật Trần không có tí giả gì. Về phần có thể xông đến tầng thứ mấy, tự nhiên không thể nói chính xác. Liễu Thừa Phong ngồi bên cạnh lại có vẻ cực kỳ hưng phấn, thấp giọng nói: "Lặng lẽ nói cho các người biết, trước khi học cung khảo hạch, ta đã vào võ tháp tu luyện 3 tầng. Dùng cảnh giới hiện tại của ta, ta có 10 phần nắm chắc xông qua 3 cửa ải của tầng thứ nhất. Về phần tầng thứ hai, ta có thể xông qua 1-2 cửa. Dựa theo thành tích những năm qua, chỉ cần có thể xông qua 3 cửa ải của tầng thứ nhất, không sai biệt lắm có thể trổ hết tài năng, trở thành đệ tử ngoại cung của Thư Viện. Về phần người xông qua 3 cửa ải của tầng thứ hai, ít càng thêm ít, 1 năm đoán chừng chỉ có ra 1-2 người, có đôi khi 1 người cũng không có." Liễu Thừa Phong cười nói: "Dùng thiên phú của ta cộng thêm kinh nghiệm, có cơ hội tranh thủ top 10." Những võ giả vân vũ quận quốc kia đồng dung ôm lấy ánh mắt hâm mộ nhìn Liễu Thừa Phong. "Liễu công tử, người nói cho chúng ta tình huống trong tháp đi, chúng ta cũng có thể có chút chuẩn bị. Ta nơi này có 8 viên linh tinh, người nhận lấy giúp." Một võ giả nam tính nhét 8 viên linh tinh vào trong ngực Liễu Thừa Phong. "Liễu công tử, chúng ta đều là võ giả của Dương Vũ quận quốc, nếu chúng ta tiến vào Vũ Thị học cung, sau này có thể chiếu ứng lẫn nhau, người nói cho chúng ta vài câu đi." "Đây là 5 viên linh tinh, người cất kỹ." Võ giả khác có chút đau lòng lấy ra 5 viên linh tinh đưa tới trong tay Liễu Thừa Phong. Mọi người nhao nhao lấy ra linh tinh, kính đáo đưa cho Liễu Thừa Phong. Muốn biết tin tức trong võ tháp, chỉ vài phút Liễu Thừa Phong đã nhận một đống nhỏ linh tinh. Nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng, ho khan hai tiếng nói: "Nói cho các người vài sự tình trong võ tháp, kỳ thật cũng không lớn. Đầu tiên, võ tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng có 3 cửa ải. Thời điểm ta tiến vào võ tháp tu luyện, mới hoàn cực cảnh đại dương bản. Lần thứ nhất, ta ngay cả cửa thứ nhất của tầng thứ nhất cũng không thông qua. Lần thứ hai, ta xông qua cửa thứ nhất của tầng thứ nhất, thua cửa thứ hai. Lần thứ ba, ta xông qua cửa thứ hai của tầng thứ nhất, thua cửa thứ ba." Một võ giả hỏi: "Tầng thứ nhất có 3 cửa ải, phân biệt khảo nghiệm thứ gì?" Liễu Thừa Phong cười nói: "Ta không thể lộ ra quá nhiều, chỉ có thể nói cho các người biết. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là kỹ xảo chiến đấu, cửa thứ hai khảo nghiệm là tính linh hoạt và tốc độ, cửa thứ ba khảo nghiệm là tinh thần lực và lực ý chí." Liễu Thừa Phong nói rất hàm hồ, mọi người đối với võ tháp kiến thức nửa vời như trước, căn bản không biết mình sắp sửa đối mặt với cái gì. Thời điểm võ giả phía dưới thảo luận võ tháp, hai nữ tử tuyệt lệ xếp bằng ở trên bệ đá cũng đối thoại. Ánh mắt của nữ tử họ Hoàng quét một vòng lạnh như băng, nói: "Năm nay tu vi của tân sinh cũng không tệ lắm, võ giả đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực tổng cộng 15 vị, huyền cực cảnh hậu kỳ tổng cộng 47 vị. Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm nay top 10 tân sinh sẽ ở trong bọn hắn ra đời." Thiếu nữ họ Đoan Mộc lông mi lại dài vẫn lên, mắt ngọc bày cài, cười nói: "Vậy cũng không nhất định, ở trong võ tháp sông cửa khảo nghiệm là thiên phú, kỹ xảo chiến đấu, lực ý chí, tinh thần lực, nói không nhất định sẽ xuất hiện một thiên tài huyền cực cảnh sơ kỳ hoặc huyền cực cảnh trung kỳ." Nữ tử họ Hoàng nói: "Mặc dù nó giả tháp chủ yếu khảo nghiệm thiên phú của võ giả, nhưng tu vi càng cao sẽ càng chiếm ưu thế. Chỉ xem năm nay có thể xuất hiện một thiên tài xông qua 3 cửa ải tầng thứ hai của võ tháp hay không." "Tân sinh xông qua 3 cửa ải của tầng thứ hai, độ khó quá lớn." Thiếu nữ họ Đoan Mộc lại nói: "Bất quá có 3 người, ngược lại là có cơ hội. Tứ Phương quận quốc, Hoắc Tinh Dương Tử, Hỏa Long quận quốc, Sinh Minh Hải, Cảnh Nguyệt quận quốc, Diêu Âm Đồng. Vốn còn có Thanh U của Tứ Phương quận quốc, có thể đặt song song với 3 người này. Đáng tiếc ở dòng thứ nhất đã bị người giết chết." Khóe miệng nữ tử họ Hoàng cười nói: "Như vậy tân sinh giết chết Thanh U kia chẳng phải càng thêm lợi hại?" Còn mắt thiếu nữ họ Đoan Mộc sáng người nói: "Đúng vậy, rốt cuộc là ai chứ?" Đôi mắt của thiếu nữ họ Đoan Mộc tìm kiếm ở trong hơn 400 võ giả trẻ tuổi, có thể giết chết Thanh U ở trong tân sinh tuyệt đối là cực kỳ lợi hại. Nữ tử họ Hoàng nhắm mắt lại nói: "Người đã hiếu kỳ như vậy, vậy ngày mai chúng ta đi võ tháp một chuyến, nhìn trong tân sinh đến cùng có bao nhiêu thiên tài." "Tốt tốt." Thiếu nữ họ Đoan Mộc hưng phấn lên, tràn ngập chờ mong khảo hạch xông vào võ tháp ngày mai. Sáng sớm, thời điểm tia ánh nắng mặt trời thứ nhất chiếu vào Tây Viện, ở dưới sự dẫn dắt của 9 vị trưởng lão, 468 võ giả trẻ tuổi đi tới trước võ tháp. Võ tháp cao tới 7 tầng, toàn bộ thân tháp tản mát ra ánh sáng kim loại, không giống như một tòa tháp bình thường mà giống như một chân phụ bảo khí. Không chỉ 9 vị trưởng lão, còn có không ít đệ tử ngoại cung của Vũ Thị học cung đi tới bên ngoài võ tháp xem náo nhiệt, muốn xem tân sinh năm nay xuất hiện dạng thiên tài gì. Vũ Thị học cung một năm mới tuyển nhận đệ tử một lần, tự nhiên là sự tình rất trọng đại.
3 ngày trước, đệ tử ngoại cung đưa đón đám người Trương Nhật Trần đi Thiên Ba Lệnh tham gia vòng khảo hạch thứ nhất, tuyệt đại đa số là nam. Nhưng hôm nay lại bất đồng, trên 7 thành đều là nữ đệ tử, nam đệ tử chỉ chiếm 3 thành. Những nữ đệ tử kia tất cả đều mặc áo bào trắng, trong đó có mấy người tư sắc xinh đẹp, quả thực giống như mỹ nhân từ trong tranh đi ra. Trương Nhật Trần đứng ở dưới võ tháp, nhìn Liễu Thừa Phong hỏi: "Sao hôm nay xuất hiện nhiều nữ đệ tử ngoại cung như vậy?" Liễu Thừa Phong nói: "Tây diện âm thịnh dương suy, quyền nói chuyện của nữ đệ tử vượt xa nam đệ tử. Ví dụ như cực nhọc như đưa đón chúng ta đi Thiên Ba Lĩnh, tuần tra Thiên Ba Lĩnh, toàn bộ đều là nam đệ tử đi làm." Trương Nhật Trần nói: "Cái này quá không công bình." "Đúng vậy, thế nhưng ai dám phản kháng, ai dám khiêu chiến các nàng, đối nghịch với các nàng tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Đặc biệt là ba nữ ma đầu của Tây Diện kia, một người tàn nhẫn hơn một người. Nếu trở thành đệ tử ngoại cung của Tây Diện, sau này nhìn thấy các nàng thì phải trốn tránh một chút." Liễu Thừa Phong không ngừng lắc đầu thở dài. Trương Nhật Trần chỉ cười nhạt, cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần mình đủ cường đại, há sẽ bị nữ tử ức hiếp. Thời điểm sau võ tháp đã bắt đầu, một lần 10 người đồng thời tiến vào võ tháp. Từ đồ trưởng lão đứng ở ngoài đại môn của võ tháp đọc danh sách 10 người đầu tiên tiến vào võ tháp. Đại khái 3 phút sau, võ giả xông cửa thứ nhất thất bại từ trong võ tháp đi ra. Ở vị trí ngực có một lỗ thủng đang không ngừng chảy máu, bị thương không nhẹ. Mọi người kinh hãi nói: "Người nọ là huyền cực cảnh sơ kỳ, chỉ 3 phút đã xông cửa thất bại." Vị võ giả xông cửa thất bại kia sắc mặt uể oải nói: "Ta thua ở cửa thứ hai tầng thứ nhất, sợ sẩy một cái liền bị một thanh." Hắn đang muốn kể sự tình ở trong võ tháp, nhưng một vị trưởng lão đứng ở đằng xa hừ lạnh một tiếng, trong miệng phun ra sóng âm vô hình, chứng võ giả kia sắc mặt trắng nhợt, lập tức nuốt lời trở về. Chỉ một khắc, nhóm võ giả đầu tiên tiến vào võ tháp lục tục ngo ngoe từ trong tháp lui ra. Trong đó có 3 người xông qua cửa thứ 3 tầng thứ nhất, có 5 người xông qua cửa thứ 2 tầng thứ nhất, còn có 2 người chỉ xông qua cửa thứ nhất tầng thứ nhất. Nhóm đầu tiên 10 người, không có một người nào xông qua cửa thứ nhất tầng thứ hai. 3 võ giả xông qua cửa thứ 3 tầng thứ nhất có cơ hội rất lớn thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại cung của Vũ Thị Học Cung. Đương nhiên, bài danh cuối cùng còn phải xem biểu hiện cụ thể của bọn hắn ở trong võ tháp. Kế tiếp là nhóm người thứ hai, 10 người tiến vào võ tháp. Trong 10 người này xuất hiện một thiên tài, vậy mà xông qua cửa thứ 2 tầng thứ hai, thiếu chút nữa xông qua cửa thứ 3 tầng thứ hai. Có người nhận ra thiên tài kia chính là Hỏa Long Quận Quốc Xích Minh Hải. Năm nay gần 22 tuổi thì đến được huyền cực cảnh tiểu cực. Một trưởng lão bên hông treo một cái hồ lô phỉ thúy, nhẹ nhàng thở dài nói: "Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút là xông qua cửa thứ 3 tầng thứ hai." Tạ trưởng lão nói: "Là một tân sinh, như vậy đã rất giỏi rồi. Dùng biểu hiện của hắn ở trong võ tháp, tuyệt đối có thể tiến vào top 5, thậm chí có thể đi vào top 3 Một vị trưởng lão khác cười nói: "Nếu năm nay không có người xông qua cửa thứ 3 tầng thứ hai, chẳng hẳn hắn là tân sinh đệ nhất năm nay." Từ đồ trưởng lão nhìn Hoắc Tinh Vương Tử đứng ở trong đám người, cười nhạt nói: "Năm nay nhất định sẽ có người xông qua cửa thứ 3 tầng thứ hai, chờ xem đi." Từ đồ trưởng lão rất coi trọng Hoắc Tinh Vương Tử, dùng tu vi huyền cực cảnh tiêu cực hiện tại của Hoắc Tinh Vương Tử, xông qua cửa thứ 3 tầng thứ hai không phải việc khó, thậm chí có khả năng xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3. Xông võ tháp tiếp tục tiến hành, rất nhanh thì đến phiên Hoắc Tinh Vương Tử. Chỉ 10 phút, đèn ở tầng thứ 2 của võ tháp sáng lên, nói rõ Hoắc Tinh Vương Tử đã xông đến tầng thứ 2 của võ tháp. 10 phút, xông đến tầng thứ 2 của võ tháp, Hoắc Tinh Vương Tử quả nhiên không đơn giản, không hổ là thiên tài trẻ tuổi của Tứ Phương Quận Quốc. Nghe nói hắn còn là một ngụ thú sư, dùng thiên tư của hắn nhất định có thể xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. Năm nay tân sinh thứ nhất đoán chừng là chính hắn rồi. Một nữ đệ tử có chút xinh đẹp, trong đôi mắt lộ ra thần sắc tán thưởng: "Hoắc Tú Tú, người không phải là muốn trở thành Dương Phi chứ?" Một nữ đệ tử khác cười nói. Hoắc Tú Tú nói: "Phải thì như thế nào, Hoắc Tinh Dương Tử không chỉ là Dương Tử, hơn nữa thiên tư tuyệt đỉnh, chỉ cần là nữ tử ai không muốn gả cho hắn." Soạt, nửa canh giờ trôi qua, đèn ở tầng thứ 3 sáng lên. Điều này nói rõ Hoắc Tinh Vương Tử xông đến tầng thứ 3 của võ tháp rồi. Dưới võ tháp, tất cả võ giả đều khiếp sợ không thôi. Năm nay tân sinh thứ nhất nhất định là Hoắc Tinh Dương Tử. Nếu hắn có thể xông qua cửa thứ nhất của tầng thứ 3, vậy thì lợi hại. Nghe nói hiện tại ba nữ ma đầu trong Vũ Thị Học Cung kia, ở thời điểm thi vào Vũ Thị Học Cung, toàn bộ đi xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3 của võ tháp. Mọi người nghị luận nhau nhau, lộ ra thần sắc kích động. Đại khái là 10 phút trôi qua, Hoắc Tinh Vương Tử từ trong võ tháp đi ra. Từ đồ trưởng lão lập tức nghênh đón hỏi: "Có xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3 không?" Hoắc Vương Tử mỉm cười, ngạo nghễ nhìn về phía những võ giả trẻ tuổi khác. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn vào trên người Trương Nhật Trần, cười nói: "Ta xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3, đáng tiếc thua ở cửa thứ 2 tầng thứ 3." "Tốt."
Tư đồ trưởng lão cực kỳ mừng rỡ, nói: sau khi Hoắc Tinh Vương tử nói xong, ngoài võ tháp lập tức sôi trào lên. Thật lợi hại, rõ ràng xông qua cửa thứ nhất tầng thứ ba, thiên phú của hắn chỉ sợ so sánh với ba nữ ma đầu thống trị Tây Diện kia cũng không kém bao nhiêu. Lợi hại, dùng thiên phú cường đại của Hoắc Tinh Vương tử, có lẽ có thể đánh vỡ cục diện âm thịnh dương suy ở Tây Diện. Một nam đệ tử có chút kích động nói: tân sinh thứ nhất không phải hắn, không ai có thể hơn. Ở trong tiếng than thở của mọi người, đám võ giả tiếp theo tiến vào võ tháp. Trong đám võ giả này không chỉ có Thử Thiến, còn có thiên chi kiều nữ của Cảnh Nguyệt quận quốc Diêu Thanh Đồng. 10 người đồng thời tiến vào võ tháp. 4 phút sau, võ giả xông cửa thứ nhất thất bại, từ trong võ tháp lui ra ngoài. 10 phút sau lại có 5 người từ trong võ tháp lui ra ngoài. Sau một lát, đèn của tầng thứ 2 võ tháp sáng lên. 9 vị trưởng lão ở dưới võ tháp đều nhẹ gật đầu, trong đó có một vị trưởng lão tán thán nói: đám võ giả này cũng không tệ lắm. Rõ ràng có 4 người đồng thời tiến vào tầng thứ 2, cũng không biết bọn hắn có thể đi bao xa. Diêu Thành Đồng từ nhỏ là thiên tài, 4 tuổi mở ra thần võ ấn ký, hơn nữa còn là phi tuyết thần võ ấn ký cấp 6, muốn thông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2 hẳn không phải việc khó. Tạ trưởng lão cũng tràn ngập tin tưởng với Tử Thiến, cảm thấy nàng cũng có cơ hội xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. Nửa cách giờ trôi qua, đèn ở tầng thứ 3 võ tháp sáng lên. Phải biết thẳng đến lúc này mới chỉ có 8 võ giả từ trong võ tháp lui ra ngoài, nói cách khác tổng cộng có 2 người xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. Hơn nữa, hai người kia còn tiếp tục xông cửa thứ nhất tầng thứ 3. Hai người kia là Cảnh Nguyệt quận quốc Diêu Thành Đồng và Dân Vũ quận quốc Tử Thiến. Không nghĩ tới, năm nay Tây Diện lại ra hai nữ thiên kiêu thiên tư tuyệt đỉnh. Sắc mặt của chín vị trưởng lão đều có chút cổ quái. Dù sao Tây Viện đã âm thịnh dương suy đã gần 100 năm, vốn cho rằng Hoắc Tinh Vương tử xuất hiện có cơ hội đánh vỡ cục diện bây giờ, nhưng ai có thể nghĩ đến đột nhiên lại thoát ra hai nữ thiên tài. Cái này nguy hiểm, nếu các nàng cũng xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3, như vậy vài năm kế tiếp Tây Viện lại tiếp tục bị nữ đệ tử thống trị, nam đệ tử rất khó sai người. Hoắc Tinh Vương tử cười lạnh nói: cửa thứ nhất tầng thứ 3 độ khó to lớn, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa thất bại, các nàng khẳng định không xong qua. Trương Nhật Trần vẫn có lòng tin với Tử Thiến, dù sao nàng có huyết mạch thánh giả, có được thể chất kỳ dị, thị giác, thính giác, khứu giác toàn bộ đều đạt tới tình trạng biến thái. Thiên tư của nàng tuyệt đối không kém Hoắc Tinh Vương tử, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Cũng không lâu lắm, Diêu Thanh Đồng và Tử Thiến cơ hồ đồng thời từ trong võ tháp đi ra. Chính vị trưởng lão lập tức đi hỏi thăm thành tích của các nàng. Diêu Thanh Đồng nói: xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3, thua ở cửa thứ 2. Tử Thiến cũng nhẹ gật đầu nói: ta cũng như vậy. Chính vị trưởng lão đồng thời nở nụ cười. Năm nay tân sinh quả thực quá nghịch thiên, liên tiếp xuất hiện 3 thiên tài xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3. Phải biết ở trong lịch sử Tây Viện, nhiều khi liên tiếp 10 năm cũng không xuất hiện một thiên tài xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3, mấy năm gần đây lại liên tiếp xuất hiện. Đây là dấu hiệu đại hưng. Nếu không có quải muốn, Hoắc Tinh Vương tử, Diêu Thanh Đồng, Tử Thiến là top 3 tân sinh năm nay. Về phần bài danh cụ thể, vậy thì phải xem biểu hiện của bọn hắn ở trong võ tháp. Tử cô nương thật quá mạnh mẽ, rõ ràng xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3, nhất định sẽ được trọng điểm bồi thưởng. Một võ giả của Vân Vũ quận quốc cực kỳ hâm mộ nói. Trên mặt Liễu Thư Phong lộ ra vẻ đáng chát nói: tân sinh năm nay thật quá biến thái, ta vốn cho rằng có cơ hội tranh đoạt top 10, hiện tại cơ hội trở nên xa vời rồi. Dòng tiếp theo: Liễu Thừa Phong, Trương Nhật Trần, Tạ Chiêu Võ. Kể cả Liễu Thừa Phong và Trương Nhật Trần ở bên trong, liên tiếp 10 võ giả trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, đứng ở trước mặt chính vị trưởng lão. Tổng cộng có 6 huyền cực cảnh sơ kỳ, 3 huyền cực cảnh trung kỳ, 1 vị là huyền cực cảnh tiểu cực. Võ giả huyền cực cảnh tiểu cực kia tên Tạ Chiêu Võ, chính là thiên tài tại gia của Thứ Phương quận quốc. Tạ Chiêu Võ nhìn thoáng qua đám người Trương Nhật Trần, ánh mắt lộ ra khinh miệt, trong lòng thầm nghĩ: tù gì của bọn hắn quá yếu, trong đám võ giả này ta nhất định có thể trổ hết tài năng, trở thành người ưu tú nhất. Hoắc Tinh Vương tử nhìn Trương Nhật Trần có chút nhíu mày, hắn có thể giết chết Thanh U, thiên tư khẳng định rất cao, bất quá hắn dù sao mới huyền cực cảnh trung kỳ, tối đa chỉ có thể xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. 10 người đi vào tầng thứ nhất của võ tháp. Đi vào đại môn võ tháp, bên trong lại xuất hiện 10 cửa nhỏ. Trên 10 cửa nhỏ có khắc 3 văn tự cổ xưa: đệ nhất quan. Trương Nhật Trần lộ ra rất tùy ý, trực tiếp đi vào một cửa nhỏ. Chính võ giả khác cũng phân biệt lựa chọn một cửa nhỏ đi vào. Trương Nhật Trần vừa đi vào cửa nhỏ, liền đến một luyện võ trường phong bế. Luyện võ trường phong bế này có chút rộng rãi, dài rộng đều 20 mét, độ cao đạt tới 30 mét. Từng sắc bốn phía có 16 cái lõm, bên trong đặt 16 cái đèn. Trương Nhật Trần đi đến trung ương luyện võ trường, ánh mắt nhìn về phía thạch bích. Trong thạch bích đi ra một võ giả trẻ tuổi chừng 20 tuổi, đứng ngồi đối diện Trương Nhật Trần nói: ta là Lạc Hư, đại biểu lực lượng cường đại nhất ở huyền cực cảnh trung kỳ, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta 3 chiêu, có thể thông qua cửa thứ nhất.
Lạc Hư đứng ngồi đối diện Trương Nhật Trần cũng không phải người chân chính, mà là võ tháp dùng tinh khí ngưng tụ thành linh hư thể. Trương Nhật Trần nói: "Ngươi có thể đại biểu lực lượng cường đại nhất của hiện cực cảnh trung kỳ." Lạc Hư cười nói: "Tây diện ở Thiên Ba Lĩnh tổng cộng mở 460 năm, hàng năm đều có võ giả trẻ tuổi đến sông võ tháp. Không chỉ tân sinh các ngươi, còn có lão sinh ở trong Tây diện tu luyện một thời gian ngắn. Ta chính là hiện cực cảnh trung kỳ cường đại nhất của Tây diện trong 460 năm qua." Trương Nhật Trần tự hồ rõ ràng cái gì nói: "Nếu như tu vi của ta đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, gặp được là huyền cực cảnh hậu kỳ cường đại nhất của Tây viện trong 460 năm qua." Lạc Hư cười nói: "Đúng là như thế." Trương Nhật Trần nhẹ gật đầu hỏi: "Tiếp ngươi ba chiêu liền tính xong qua cửa thứ nhất?" "Không sai." Trương Nhật Trần nói: "Vậy nếu ta đánh bại ngươi thì sao?" Lạc Hư nói: "Vậy ngươi có thể trực tiếp tiến vào cửa thứ hai, hơn nữa sau này ngươi sẽ thay tha trở thành người thủ quan ở huyền cực cảnh trung kỳ. Nhưng ngươi muốn đánh bại ta hẳn không phải sự tình dễ dàng gì." "Thử một lần đi." Trương Nhật Trần rút thiểm hồn kiếm, hoành kiếm mà đứng, cả người cùng không gian chung quanh dung làm một thể. Hắn không có sử dụng lĩnh vực không gian, chỉ muốn dùng huyền cực cảnh trung kỳ cường đại nhất của Tây viện trong 460 năm qua chiến một trận. Trong võ tháp, giữa mật thất ngồi hai nữ tử cực kỳ xinh đẹp, nữ tử họ Hoàng và thiếu nữ họ Đoan Bộc xếp bằng ở giữa mật thất. Trước người các nàng lơ lửng 10 tấm gương linh khí, có thể chứng kiến tràng cảnh của 10 võ giả xông cửa. Người trông coi võ tháp vốn là hai trưởng lão ngân bào, nhưng nữ tử họ Hoàng và thiếu nữ họ Đoan Mộc muốn kiến thức thiên tài trong tân sinh năm nay, cho nên thương lượng với hai vị trưởng lão do các nàng hỗ trợ trông coi võ tháp. Trên người nữ tử họ Hoàng mang theo một cổ khí chất lãnh diễm, tóc dài màu lam theo gò má rủ xuống, da thịt trắng nõn. Nàng nhìn 10 tấm gương, thản nhiên nói: "Sau Hắc Tinh Dương Tử, Diêu Thanh Hồng, Tử Tiến, năm nay sông võ tháp đã không có gì đáng xem, dù lại xuất hiện thiên tài gì cũng không có khả năng siêu việt ba người bọn họ. Tổng thể mà nói, năm nay tân sinh coi như không tệ, ta phải đi về tu luyện rồi." Nữ tử họ Hoàng lộ ra không còn hứng thú, đứng dậy, dáng người cao gầy xinh đẹp bày ra hết, đi ra ngoài võ tháp. Nữ tử họ Đoan Mộc vẫn nhìn một tấm gương, đôi mắt càng ngày càng sáng, kêu lên: "Có ý tứ, rất có ý tứ." Nữ tử họ Hoàng vốn đã đi tới cửa, dừng bước lại, thản nhiên nói: "Đoan Mộc tỉnh linh, muội còn muốn tiếp tục xem." Thiếu nữ bên ngoài 13-14 tuổi kia đúng là một trong ba nữ ma đầu của Tây viện, Đoan Mộc tỉnh linh. Nữ tử họ Hoàng cũng là một trong ba nữ ma đầu, tên Hoàng Yên Trần. Hai người đều là võ giả huyền bản, ở Tây viện Sơn Vương Sơn Bá, có thể nói vô địch. Đoan Mộc tỉnh linh nhìn Hoàng Yên Trần vẫy vẫy tay, nói: "Trần tỷ tỷ, mau tới xem, võ giả huyền cực cảnh trung kỳ lại có thể cùng Lạc Hư chiến đấu không chia trên dưới." "Làm sao có thể? Lạc Hư là thiên kiêu kiệt xuất nhất của Vũ Thị Học Cung Thiên Ba Lĩnh trong 460 năm qua, một đời quỷ tài, chẳng lẽ có người cùng cảnh giới chống lại được hắn?" Hoàng Yên Trần không quá tin tưởng, nhưng nàng vẫn đi trở về, nhìn về phía mặt kính. Trên mặt kính, hai nam tử đang giao phong kịch liệt, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, hình thành hơn 10 tàn ảnh. Thần sắc của Hoàng Yên Trần rốt cuộc biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, giống như phát hiện đại lục mới. "Đến bây giờ bọn hắn đã giao thủ bao nhiêu chiêu?" Đoan Bộc linh tinh nói. 74 chiêu." Hoàng Yên Trần ngồi xuống, nhặt trên danh sách trên mặt đất, nói: "Hắn có lẽ là cựu dương tử của Dương Vũ Quận Quốc, Trương Nhật Trần. Tên của hắn rõ ràng cũng mang theo một chữ Trần. Chẳng lẽ hắn không biết phạm vào kiên kỵ của ta?" Đoan Mộc linh tinh cười nói: "Người sẽ không buộc hắn đổi tên chứ? Đợi hắn xong qua võ tháp rồi nói sau." Hoàng Yên Trần lạnh như băng nói: "Nếu hắn có thể tiếp được Lạc Hư 100 chiêu, nói rõ hắn là một thiên tài đỉnh tim. Chỉ cần hắn từ bỏ danh dự, ta có thể tha cho hắn một mạng." Đối với thiên tài đỉnh tim, Hoàng Yên Trần vẫn cực kỳ thưởng thức. Bỗng nhiên hình ảnh trong mặt kính biến đổi, kiếm pháp của Trương Nhật Trần trở nên lăng lệ ác liệt, làm cho Lạc Hư không ngừng lui về phía sau. "Làm sao có thể?" Đoan Mộc linh tinh và Hoàng Yên Trần đều ngừng thở, nhìn chằm chằm mặt kính. Soạt, Trương Nhật Trần bước ra ba bước, xuyên qua tầng tầng kiếm ảnh, đâm ra một kiếm đâm xuyên mi tâm Lạc Hư. Thân thể Lạc Hư cứng ngắc, mi tâm xuất hiện một vết kiếm. Trương Nhật Trần thu thiểm hồn kiếm, lùi về phía sau ba bước. "Lợi hại, ngươi thắng, thiên tư của ngươi ở trên ta." Lạc Hư cười nói, sau đó thân thể của hắn trở nên hư ảo, tán thành từng sợi tinh khí, biến mất không thấy gì nữa. Tu vi của Lạc Hư thật lợi hại, ở cùng cảnh giới, hắn rõ ràng có thể tiếp được ta 93 chiêu, công hổ là huyền cực cảnh trung kỳ cường đại nhất của Tây viện trong 460 năm qua. Đương nhiên, nếu ta sử dụng lực lượng không gian, đoán chừng 10 chiêu là có thể đánh bại Lạc Hư. Cánh tay Trương Nhật Trần xoay chuyển, thu thiểm hồn kiếm vào vỏ, mở ra cửa sắt, trực tiếp đi về phía tầng thứ hai. Đánh bại Lạc Hư, Trương Nhật Trần không cần tiếp tục đi xong cửa thứ hai và cửa thứ ba của tầng thứ nhất, trực tiếp
tiến vào tầng thứ hai. Đoàn Mộc Linh Tinh và Hoàng Yên Trần thở ra một hơi, liếc nhìn nhau, đều có thể chứng kiến khiếp sợ trong mắt đối phương. Hắn rõ ràng ở trong 100 chiêu đánh bại Lạc Hư. Đoàn Mộc Linh Tinh có chút không dám tin. Hoàng Yên Trần nói: "Không phải đánh bại mà là giết chết. Trong 100 chiêu hắn giết chết Lạc Hư ở đồng cảnh giới, thật đáng sợ. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể sống đến tầng thứ mấy." Đôi mắt của Đoàn Mộc Linh Tinh híp thành một khe hở, tràn đầy hứng thú với Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần tiến vào cửa thứ nhất tầng thứ hai, như cũ là một luyện võ trường phong bí, cực kỳ tương tự cửa thứ nhất tầng thứ nhất. Soạt, từ trong thành bích lại đi ra một võ giả linh hư thể. Vậy mà lại là Lạc Hư. Lạc Hư nhìn Trương Nhật Trần cười nói: "Chúng ta lại gặp mặt." Trương Nhật Trần hơi kinh ngạc nói: "Người thủ quan ở cửa thứ nhất tầng thứ hai vẫn là ngươi?" Lạc Hư nhẹ gật đầu nói: "Không sai, hiện tại nếu ngươi có thể tiếp ta một chiêu thì tính xong qua cửa thứ nhất tầng thứ hai. Còn một điểm cần phải nhắc nhở ngươi, bây giờ ta là huyền cực cảnh hậu kỳ, hơn nữa là huyền cực cảnh hậu kỳ cường đại nhất." Huyền cực cảnh hậu kỳ cường đại nhất. Sắc mặt Trương Nhật Trần trở nên nghiêm túc, không dám kinh thị Lạc Hư. Thời điểm huyền cực cảnh trung kỳ, Lạc Hư là người mạnh nhất cùng cảnh giới. Thời điểm huyền cực cảnh hậu kỳ, Lạc Hư cũng là người mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Dùng tu vi huyền cực cảnh hậu kỳ của Lạc Hư, muốn thắng huyền cực cảnh tiểu cực cũng không phải việc khó. Thậm chí dùng thực lực của hắn đủ để cùng huyền cực cảnh trung cực chiến một trận. Một huyền cực cảnh trung kỳ muốn tiếp được một chiêu của huyền cực cảnh trung cực, cái kia quả thực còn khó hơn lên trời. Nhưng Trương Nhật Trần lại không phải huyền cực cảnh trung kỳ bình thường, đối mặt với Lạc Hư trong nội tâm không có chút sợ hãi nào. "Nếu ta đánh bại ngươi thì sao?" Lạc Hư cười nói. "Nếu ngươi có thể đánh bại ta, không những không cần xông hai cửa khác của tầng thứ hai, thậm chí ngay cả cửa thứ nhất tầng thứ ba cũng không cần xông." "Ngươi không sử dụng binh khí sao?" Trương Nhật Trần rút ra Thiểm Hồn kiếm chỉ vào Lạc Hư. Lạc Hư nói: "Nếu ta sử dụng binh khí, chỉ sợ không có mấy người có thể thông qua cửa thứ nhất tầng thứ hai." Trên thực tế, thời điểm võ giả khác xông cửa thứ nhất tầng thứ hai, chỉ cần tiếp được một chiêu của Lạc Hư còn có thể đứng dậy, cũng đã xem như vượt qua kiểm tra. "Tốt, chiến!" Trương Nhật Trần nói. Chiêu thứ nhất, Lạc Thủy xuất hải, năm ngón tay của Lạc Hư tạo thành nắm đấm, chân đạp bộ pháp giống như hóa thành một đạo tật phong. Tốc độ đạt tới mỗi giây 42m, so với huyền cực cảnh trung cực bình thường thì nhanh hơn vài phần. Huyền cực cảnh trung kỳ đoán chừng ngay cả bóng dáng của Lạc Hư cũng thấy không rõ, cho nói chi là tiếp được một chiêu của Lạc Hư. Trương Nhật Trần cũng không có sử dụng lĩnh vực không gian rót lên khí và nhãn mạch, nhĩ mạch, dùng nhãn lực và thính lực để phán đoán chiêu thức của Lạc Hư. Thân thể Trương Nhật Trần dứt qua bên trái một bước, tránh thoát một quyền của Lạc Hư. Cùng lúc đó, hắn huy kiếm chém bộ tới eo của đối phương. Chiêu thứ hai, Lạc Thủy hồi thương. Thân thể Lạc Hư giống như phi ngư nhảy lên, hình thành một đường vòng cung. Một quyền đánh tới ngực của Trương Nhật Trần bạo phát ra lực lượng, tựa hồ so với vừa rồi là cường đại thêm vài phần. Quả đấm của hắn trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Trương Nhật Trần. Nếu Trương Nhật Trần bị một quyền đánh trúng, nhất định sẽ trọng thương. Thiên Tâm kiếm trung. Trương Nhật Trần hoành kiếm đón đỡ, kiếm khí cường đại ngưng tụ thành hư ảnh trung lớn. Bạch, nắm đấm của Lạc Hư kích ở trên hư ảnh trung lớn lập tức lõm xuống, ầm ầm nghiền nát. Nắm đấm cường đại chấn Trương Nhật Trần bay ra ngoài. Lạc Hư cũng không cho Trương Nhật Trần cơ hội thở dốc, lập tức công kích lên, đánh ra quyền thứ ba. Chiêu thứ ba, Lạc Thủy hóa kiếm. Lạc Hư đánh ra quyền kình, giống như hóa thành một đạo kiếm khí, đâm về phía Trương Nhật Trần. Quyền kình hóa kiếm, chỉ có tu luyện quyền pháp tới cảnh giới cực cao mới có thể đánh ra quyền kình hóa kiếm. Thật lợi hại, nếu ta không tu luyện thành vô thượng cực cảnh ở hoàng cực cảnh, đoán chừng ở cùng cảnh giới, thực lực của ta và hắn chỉ có thể coi là 8 lạng nửa cân. Bởi vì Trương Nhật Trần tu hành vô thượng cực cảnh nhiều hơn Lạc Hư một cảnh giới, cho nên mới có thể ở cùng cảnh giới đánh bại Lạc Hư. Hiện tại Lạc Hư cao hơn Trương Nhật Trần một cảnh giới, Trương Nhật Trần muốn đánh bại hắn cơ hồ là sự tình không thể nào. Thiên Tâm chỉ lộ. Trương Nhật Trần vung ra một kiếm phá vỡ quyền kình của Lạc Sư, sau đó hắn không lùi mà tiến tới chủ động công kích Lạc Hư. Ở trong võ tháp dưới mật thất, Hoàng Yên Trần nhìn tràng cảnh trong kính nói: Lạc Hư sử dụng tà võ kỹ linh cấp hạ phẩm Lạc Thủy Tam Thập Lục Quyền. Đoàn Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu nói: Tỷ cảm thấy Trương Nhật Trần có thể tiếp được Lạc Hư mấy quyền? Nói không chính xác. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói: Thiên tư của Trương Nhật Trần quá nghịch thiên, nếu hắn có thể ngăn trở Lạc Hư chính quyền thì có được thực lực tương đương Lạc Hư. Đoàn Mộc Linh Tinh nói: Không thể nào, Lạc Hư tiền bối là nhân vật bậc nào, ở cùng cảnh giới không có mấy người là đối thủ của hắn, huống chi là vượt qua cảnh giới chống lại hắn. Xem sẽ biết. Trương Nhật Trần đã tiếp được Lạc Hư 6 quyền. Hoàng Yên Trần cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, không dám tin vào hai mắt của mình.
Lạc Hư, đây chính là cường giả vô địch ở 200 năm trước, vẫn luôn là truyền kỳ của Thi Viện. Trương Nhật Trần ở cùng cảnh giới đánh bại Lạc Hư đã rất giỏi rồi. Nếu tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ tạo thành chấn động cực lớn. Nếu Trương Nhật Trần có thể vượt qua cảnh giới đánh bại Lạc Hư, tạo thành oanh động quả thực không cách nào tưởng tượng. Chiều thứ 8, Lạc Thủy Hóa Long. Khi thế trên người Lạc Hư càng ngày càng mạnh, chân khí cuộn trào ở chung quanh thân thể hình thành từng vòng vàng nước. Hắn giống như đứng ở trên sông đánh quyền, trong không khí vang lên từng tiếng nước chảy rống. Một dòng sông hóa thành thủy long dài hơn 10 thước tuôn về phía Trương Nhật Trần. Thiên tâm phá mai, Trương Nhật Trần đâm ra một kiếm điểm vào mi tâm thủy long. Dùng một kiếm này của Trương Nhật Trần không có đâm thủng mi tâm của thủy long, quả thực giống như kích ở trên tường sắt, phát ra tiếng kim loại va chạm. Oanh, thiểm hồn kiếm trong tay Trương Nhật Trần bị lực lượng cường đại chấn thiếu chút nữa rời tay, cả cánh tay phải trở nên chết lặng, hoàn toàn không sử dụng được bất luận lực gì. Đúng lúc này, Lạc Hư đánh ra quyền thứ 9. Chiêu thứ 9, Lạc Thủy Tuyệt Lưu. Trương Nhật Trần cắn răng cũng không chịu thua, chân khí toàn thân tuôn về phía cánh tay trái, hét lớn một tiếng: Long Tượng Quy Điền. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chưởng thứ 3, oanh, quyền chưởng giao kích, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào cùng một chỗ, phát ra thanh âm chói tai. Trong miệng Trương Nhật Trần phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Hắn cưỡng ép ổn định thân thể, bước chân lùi lại. Tuy hắn lộ ra cực kỳ chật vật, nhưng không có té trên mặt đất như trước, cường chống thân thể, bảo trì trạng thái đứng thẳng. Hai cánh tay của Trương Nhật Trần đau đớn muốn nứt. Nếu lúc này Lạc Hư lại đánh ra một quyền, hắn thua không thể nghi ngờ. Trương Nhật Trần nhìn Lạc Hư đứng ngồi đối diện nói: Ngươi thắng. Lạc Hư lắc đầu nói: Là ngươi thắng. Tạo huyền cực cảnh hậu kỳ chỉ tu luyện được chính quyền trong Lạc Thủy Tam Thập Lục Quyền. Hiện tại chính quyền đã đánh xong, nhưng không cách nào đã đảo ngươi. Trương Nhật Trần nói: Ngươi đánh ra quyền thứ nhất chỉ dùng 2 thành lực lượng, đánh ra quyền thứ hai dùng 3 thành lực lượng. Từ đó về sau, mỗi đánh ra một quyền chỉ thêm 1 thành lực lượng. Chỉ có thời điểm ngươi đánh ra quyền thứ 9, ngươi mới sử dụng 10 thành lực lượng. Nếu khi ngươi ra quyền thứ nhất đã dùng 10 thành lực lượng, ta căn bản không ngăn được chính quyền của ngươi. Lạc Hư cười nói: Nhưng ngươi phải biết, huyền cực cảnh trung kỳ khác chỉ cần tiếp được 2 thành lực lượng của ta là có thể thông qua cửa ải này. Trương Nhật Trần nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng không có chút nhục chí nào. Dù sao đối phương là người mạnh nhất của Tây Viện trong 460 năm qua, dưới tình huống thấp hơn đối phương một cảnh giới, thua cũng không tính mất mặt. Huống chi Trương Nhật Trần còn không có sử dụng lĩnh vực không gian, nếu sử dụng lĩnh vực không gian, ai thắng ai thua còn không bất định. Đương nhiên, hiện tại Trương Nhật Trần trông thấy Lạc Hư gần kề chỉ là võ tháp dùng linh khí ngưng tụ ra linh hư thể, không phải là người chân chính. Chiến lực của linh hư thể không thể đạt đại biểu thực lực chân chính của Lạc Hư. Quá theo đuổi thắng bại cũng không có ý nghĩa gì. Trương Nhật Trần nghỉ ngơi một lát, cảm giác thân thể khôi phục 7-8 phần, liền đi vào cửa sắt, xông cửa thứ 2 tầng thứ 2. Trương Nhật Trần không có đánh bại Lạc Hư, tự nhiên phải đi xông cửa thứ 2 và cửa thứ 3 tầng thứ 2. Cửa tầng thứ 2 tầng thứ 2 là một thông đạo dài 30m, chỉ rộng có 3m, trên vách đá hai bên có rất nhiều lỗ nhỏ hình tròn. Hu hu, đi vào thông đạo, trong lỗ nhỏ hai bên lập tức bắn ra một mũi tên dài bằng bàn tay. Trương Nhật Trần cũng không rút kiếm, chỉ huy động võ kiếm, liền đánh rớt toàn bộ mũi tên. Hắn từng bước một đi qua thông đạo dài 30m, bước chân không có dừng lại chút nào, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Đương nhiên, cũng chỉ hắn mới có thể nhẹ nhõm như vậy. Nếu đổi thành huyền cực cảnh trung kỳ khác, muốn tránh thoát mũi tên rập rạp chằng chịt cũng không phải một chuyện dễ dàng gì. Võ tháp tầng thứ 2, cửa thứ 3. Xuyên qua hành lang cửa thứ 2, Trương Nhật Trần đạp trên mặt đất cứng rắn, đi vào cửa thứ 3. Để ra cửa thứ 3, trước mắt xuất hiện một ao nước chu vi tầm trượng vuông. Chỉ thấy bên cạnh ao nước dựng một tấm bia ngọc thông thấu óng ánh. Trên tấm bia hiện ra một hàng chữ: Đếm rõ số lượng gợn sóng ở trong ao, sai số không cao hơn 10. Số gợn sóng có ý tứ gì? Trương Nhật Trần còn không kịp phản ứng, liền nghe được thanh âm rơi xuống nước. Tông! Trên ao nước rơi xuống một thỏi bạc, đập ở trên mặt hồ bình tĩnh. Trong ao lập tức xuất hiện từng vòng rung động, từng vị trí tâm lan tràn ra. Từ Trương Nhật Trần không rõ ý tứ của cửa ải này, nhưng vẫn nhìn mặt nước đếm số lượng gợn sóng: 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo. Gợn sóng ở trên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng yếu, độ khó quan sát cũng đang gia tăng. Đây là khảo nghiệm tinh thần lực, sức quan sát, sức phán đoán, lực ý chí của võ giả. Con mắt của Trương Nhật Trần càng ngày càng khô khốc, thậm chí có chút đau đớn, nhưng vẫn gắt gao nhìn mặt hồ, không dời ánh mắt. Một sự tình nhìn như cực kỳ đơn giản lại ẩn chứa đại đạo võ học. Đầu tiên là tinh thần lực, nếu tinh thần lực không đủ cường đại, căn bản nhìn không tới biến hóa rất nhỏ của gợn sóng. Thứ hai, sức quan sát, chỉ có sức quan sát nhạy cảm mới có thể thấy rõ mỗi một gợn sóng, bởi vì sau khi gợn sóng từ tâm lan tràn ra, đụng vào trên vách ao lại bắt đầu quay ngược trở về, ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng vào giả quan sát.
người sức quan sát không đủ, ở thời điểm văn nước tuôn ngược, trong lòng nhất định sẽ bối rối, từ đó thua cửa ải này. Thứ ba, sức phán đoán, theo gợn sóng càng ngày càng yếu, thậm chí trên mặt nước đã triệt để bình tĩnh, lúc này là thời điểm khảo hạch sức phán đoán của võ giả, đến lúc nào mặt nước mới xem như chính thức bình tĩnh. Thứ tư, lực chú ý, dưới tình huống tinh thần lực tập trung cao độ, còn có số lượng gợn sóng không ngừng tăng lên, mắt người sẽ rất mệt nhọc, nhưng không có lực ý chí, căn bản không có khả năng kiên trì đến thời điểm mặt nước triệt để bình tĩnh. Đại khái 15 phút trôi qua, mặt nước rốt cục bình tĩnh trở lại. Con mắt của Trương Nhật Trần đau đớn, nhắm mắt lại, làm cho mắt hơi nghỉ ngơi một chút. May mắn ta mở ra nhãn mạch, nhãn lực viễn siêu võ giả cùng cảnh giới, hơn nữa tinh thần lực của ta cường đại, đạt tới cấp 30 trở lên. Có thể tinh tường phân biệt ra được mỗi gợn sóng, cửa ải này với ta mà nói cũng không phải quá khó. Trương Nhật Trần đi đến trước biên ngọc, cầm lên một cây bút, khắc xuống số lượng 2765. Soạt, mặt ngoài tấm bi hiện ra quang mang, xuất hiện một hàng chữ 2765, sai số, không, vượt qua kiểm tra. Trương Nhật Trần cười nhạt một tiếng. Quả nhiên giống như ta quan sát, bất quá cửa ải này cũng rất biến thái, khó trách nhiều người không thể thông qua cửa ải này như vậy. Đây là khảo nghiệm tố chất tổng hợp của võ giả. Oanh, đại môn đi thông tầng thứ 3 mở ra. Trương Nhật Trần trực tiếp đi vào, đèn của tầng thứ 3 võ tháp sáng lên. Giờ phút này, những võ giả trẻ tuổi và chính vị trưởng lão bên ngoài đều kinh động. Vốn 10 võ giả cùng Trương Nhật Trần tiến vào võ tháp, trong đó có 8 người đã bại lui. Chỉ có Tứ Phương quận quốc Tạ Chiêu Võ và Vân Vũ quận quốc Trương Nhật Trần còn trong võ tháp. Lại có người xông qua cửa thứ 3 của tầng thứ 2, tiến vào tầng thứ 3, sẽ là ai chứ? Nhất định là Tứ Phương quận quốc Tạ Chiêu Võ. Đúng, nhất định là Tạ Chiêu Võ. Tuy danh khí của Tạ Chiêu Võ không bằng Hoắc Tinh Dương Tử và Thanh U, nhưng dù sao cũng là thiên tài huyền cực cảnh tiểu cực. Trẻ tuổi như vậy thì đến được huyền cực cảnh tiểu cực, sao có thể là thế hệ bình thường? Không có ai cho rằng là Trương Nhật Trần xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. Dù sao Trương Nhật Trần quá trẻ tuổi, mới 16 tuổi, hơn nữa chỉ là huyền cực cảnh trung kỳ. Ngay cả Tư Đồ trưởng lão cũng khẽ gật đầu nói: trước kia Tạ Chiêu Võ khẳng định đã ẩn tàng thực lực, là muốn đợi đến lúc xông võ tháp bỗng nhiên nổi tiếng. Cảnh này có thể tâm tính như vậy, sau này thành tựu nhất định không thấp. 8 vị trưởng lão khác đều mặt lạnh, không muốn nhìn vẻ đắc ý của Tư Đồ trưởng lão. Tư Đồ trưởng lão là người tiếp dẫn ở Tứ Phương quận quốc, thành tích của võ giả Tứ Phương quận quốc càng tốt, Tư Đồ trưởng lão lấy được ban thưởng sẽ càng nhiều. Chứng kiến đèn ở tầng thứ 3 sáng lên, Tư Đồ trưởng lão đương nhiên rất cao hứng, kìm lòng không được đắc ý. Nhưng sau một khắc, biểu lộ của Tư Đồ trưởng lão cứng lại rồi. Két, đại môn võ tháp mở rộng, Tạ Chiêu Võ ủ rũ đi ra. Tạ Chiêu Võ hơi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy chính vị trưởng lão đều trừng mắt to theo dõi hắn, làm cho hắn cả kinh, sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ trưởng lão lập tức nghênh đón hỏi. Tạ Chiêu Võ, ngươi xông qua tầng thứ mấy? Chứng kiến bộ dạng của Tư Đồ trưởng lão, Tạ Chiêu Võ bị dọa đến lại lùi về sau một bước, sau khi ổn định bước chân mới hơi run giọng nói. Hồi bẩm trưởng lão, ta xông qua cửa thứ 2 tầng thứ 2, cửa thứ 3 thất bại. Tư Đồ trưởng lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Tư Đồ trưởng lão biến thành màu gan heo, thậm chí xém chút hỗn hển, quát: người đã thua cửa thứ 3 tầng thứ 2, vì sao tầng thứ 3 của võ tháp lại sáng đèn? Cái gì? Tầng thứ 3 của võ tháp sáng đèn? Tạ Chiêu Võ càng thêm giật mình. Tạ trưởng lão đứng ở cách đó không xa, cười lớn nói: Tư Đồ trưởng lão, người phải biết trong võ tháp còn có một người. Tạ Chiêu Võ đã thất bại, khẳng định là người kia xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2, cửu dương tử của Dân Vũ quận quốc Trương Nhật Trần. Giờ phút này mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ. Nếu một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ cũng có thể xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2, vậy thì quá bất khả tư nghị. Ở đây chỉ có Tử Thiến bình tĩnh nhất, bởi vì không có người rõ ràng thực lực của Trương Nhật Trần hơn nàng. Nếu Trương Nhật Trần không xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2, đó mới là việc lạ. Người lui xuống đi. Tư Đồ trưởng lão hung hăng trừng Tạ Chiêu Võ một cái, sau đó lại nói: người đâu, mang tư liệu của Trương Nhật Trần tới cho bản trưởng lão. Tư Đồ trưởng lão vẫn không tin một huyền cực cảnh trung kỳ có thể xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2, muốn tra tư liệu của Trương Nhật Trần. Cũng không lâu lắm, một đệ tử ngoài cung đưa tư liệu của Trương Nhật Trần đến cho Tư Đồ trưởng lão. Làm sao có thể? Chứng kiến tư liệu của Trương Nhật Trần, Tư Đồ trưởng lão sợ hãi, còn mắt muốn nhảy ra ngoài. 8 vị trưởng lão khác lộ ra vẻ tò mò, tư liệu của Trương Nhật Trần đến cùng có gì đặc biệt, lại làm cho Tư Đồ trưởng lão khiếp sợ như vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tư Đồ trưởng lão, người đã một bó tuổi rồi, nên học cách gặp chuyện không sợ hãi. Chỉ là tư liệu của một thiên tài trẻ tuổi, có thể để người khiếp sợ thành như vậy sao? Tạ trưởng lão cười nói,
Sắc mặt của Tư đồ trưởng lão tái xanh, nói: "Các người đừng nói ngồi châm chọc, tự mình đến xem." Tám vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đi tới, toàn bộ đều nhìn tư liệu của Trương Nhược Trần. Sau khi xem xong, biểu lộ của tám vị trưởng lão giống Tư đồ trưởng lão như đúc, khiếp sợ đến thật lâu nói không ra lời. 16 tuổi mở ra thần gión ký, đến bây giờ mới tu luyện không đến một năm, thì thành huyền cực cảnh trung kỳ. Các người xem điểm này, chỉ tu luyện nửa năm liền trở thành võ giả hoàng bảng, đứng hàng hoàng bảng đệ nhất. Trời ạ, đây rốt cuộc là kinh thế kỳ tài gì? Tuy Tạ trưởng lão là người tiếp dẫn của Vương phủ quận quốc, nhưng lúc trước hắn cũng không có đọc qua tư liệu của Trương Nhật Trần. Giờ phút này Tạ trưởng lão mới là lần đầu tiên chứng kiến tư liệu, không khỏi mắng to: "Liễu Trừng Thần, người cái tên Dương Bát Đảng này, vì sao không nói cho tôi biết Trương Nhật Trần yêu nghiệt như vậy? Đáng tiếc, đáng tiếc." Tạ trưởng lão rất phiền muộn, hối hận đến nước ruột rồi. Nếu sớm biết thiên phú của Trương Nhật Trần cao như thế, ở trên đường tiếp dẫn Trương Nhật Trần đến Vũ Thị học cung, hắn sẽ sớm thu Trương Nhật Trần làm đệ tử. Hiện tại đã muộn, thiên tài thiên tư cao như thế nhất định sẽ bị Tây Viện viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền, căn bản không tới phiên hắn. Tạ trưởng lão mắng 18 đời tổ tông của Liễu Trường Thần một lần. Liễu Thừa Phong đứng ở cách đó không xa, trên mặt lộ ra thần sắc không vui, thấp giọng thì thầm: "Bình thường Tạ thúc vẫn luôn tao nhã, sao đột nhiên lại chửi cha ta? Được rồi, hắn là trưởng bối, ta không so đo." Liễu Thừa Phong cũng rất phiền muộn. Trương Nhật Trần đi vào cửa thứ nhất tầng thứ ba, lại đến một luyện võ trường phong bí, giống như cửa thứ nhất tầng thứ nhất, cửa thứ nhất tầng thứ hai. Soạt, trên thạch bích lên thư thể của Lạc Hư lần nữa đi tới. Lạc Hư nhìn thoáng qua Trương Nhật Trần, cười nói: "Cửa ấy này không cần chiến rồi, người ở cửa thứ nhất tầng thứ hai đã vượt qua kiểm tra." Trương Nhật Trần có thể nhìn ra khí tức trên người Lạc Hư vẫn là huyền cực cảnh hậu kỳ, liền hỏi: "Cửa ấy này ta cần tiếp nhận được mấy chiêu của tiền bối mới tính toán vượt qua kiểm tra?" "Ba chiêu." Lạc Hư nói. Chiêu thứ nhất của Lạc Hư là hai thành lực lượng, chiêu thứ hai là ba thành lực lượng, chiêu thứ ba là bốn thành lực lượng. Chỉ cần tiếp được ba chiêu là có thể thông qua cửa thứ nhất tầng thứ ba. Phải biết Trương Nhật Trần ở cửa thứ nhất tầng thứ hai là tiếp được chín chiêu của Lạc Hư, cho nên cửa ải này không cần tái chiến, trực tiếp vượt qua kiểm tra. Trương Nhật Trần nhìn Lạc Hư nói: "Trong lòng của ta có một nghi vấn, ta có thể trả lời một vấn đề của ngươi." Lạc Hư cười nói. Trương Nhật Trần nói: "Tây Diện 460 năm qua, huyền cực cảnh trung kỳ cường đại nhất là tiền bối, huyền cực cảnh hậu kỳ cường đại nhất vẫn là tiền bối. Có phải bảy cảnh giới huyền cực cảnh tiền bối đều là người mạnh nhất hay không?" Lạc Hư nói: "Trước khi người xuất hiện đích thực là như vậy, nhưng sau khi người xuất hiện, ta tin tưởng người sẽ ở từng cảnh giới thay thế ta, trở thành người thủ quan mới của võ tháp." Nói xong, thân thể Lạc Hư hóa thành từng sợi linh khí, biến mất ở trong luyện võ trường. Trương Nhật Trần nhẹ nhàng cười cười, đi về phía cửa thứ hai tầng thứ ba. Đi ra luyện võ trường, Trương Nhật Trần tới cửa thứ hai tầng thứ ba. Năm nay trong võ giả trẻ tuổi, giống như còn không ai có thể xông qua cửa thứ hai tầng thứ ba. Cửa ải này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như cửa thứ hai tầng thứ hai. Trương Nhật Trần nhìn văn tự trên vách tường, nhìn quy tắc xông cửa, thì ra đơn giản như thế. Trương Nhật Trần nhẹ gật đầu, mở ra đại môn của cửa thứ hai tầng thứ ba. Cũng là một hành lang dài 30 mét phong bế, chỉ rộng 3 mét, hai bên hành lang phân đứng 9 đồng nhân kim loại, tổng cộng 18 đồng nhân. Dựa theo quy tắc xông cửa giới thiệu, thân thể mỗi một đồng nhân đều nặng ngàn cân, toàn bộ đều do luyện khí sư luyện chế thành. Trong cơ thể có khắc minh văn, khảm đạm linh tinh, thân thể cứng rắn giống như chân vụ bảo khí. Ở trong lĩnh vực luyện khí sư, chúng xưng là luyện khí chiến sĩ. Lực lượng và tốc độ của một luyện khí chiến sĩ có thể so với huyền cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Phải biết thân hình của luyện khí chiến sĩ giống như đồng thiết, lực lớn vô tận, không hề có cơ sở, cho nên chính thức chiến đấu, một luyện khí chiến sĩ có thể chống lại một huyền cực cảnh tiểu cực. Nói cách khác, hiện tại Trương Nhật Trần đối mặt là 18 võ giả có thể so với huyền cực cảnh tiểu cực, hơn nữa là trong một thông đạo hẹp hòi. Một huyền cực cảnh trung kỳ muốn đi qua thông đạo này, cơ hồ là sự tình không thể nào. Tử Thiến, Hoắc Tinh Dương Tử, Diêu Thanh Đồng đều là huyền cực cảnh tiểu cực, cho nên bọn hắn đối mặt nhất định là 18 luyện khí chiến sĩ có thể so với huyền cực cảnh đại cực. Khó trách bọn hắn đều thất bại, cửa ải này quá biến thái rồi. Trương Nhật Trần thu lại Thiểm Hồn Kiếm, bởi vì cửa ải này yêu cầu là không thể sử dụng binh khí. Chiến thôi. Trương Nhật Trần xoắn ống tay áo, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, một bước bước vào thông đạo. Hai luyện khí chiến sĩ đứng ở phía trước nhất, thân thể hơi động một chút, trong hai mắt đen kịt toát ra hai luồng hỏa diễm, thanh âm kim loại pha chạm vang lên, hai luyện khí chiến sĩ sống lại. Soạt, hai luyện khí chiến sĩ đồng thời ra tay. Luyện khí chiến sĩ bên trái vung quyền đánh tới trước mặt Trương Nhật Trần, trên nắm tay thoát ra ánh lửa giống như liệt diễm quyền, bộc phát ra lực lượng khủng bố,
hóa thành một cổ sóng nhiệt lao về phía Trương Nhật Trần. Luyện khí chiến sĩ bên phải duỗi ra một cái chân thép, mang theo hàn khí quét về phía hạ bàn cuối cùng Trương Nhật Trần. Tốc độ của bọn hắn nhanh kinh người, hơn nữa là ở trong không gian hẹp hòi, căn bản không có biện pháp tránh né. Thân thể của Trương Nhật Trần hơi nghiêng về phía sau, tránh thoát nắm đấm bên trái, sau đó nhanh chóng đánh ra một chưởng, cất ra trên ngực một luyện khí chiến sĩ. Bành! Chưởng lực của Trương Nhật Trần mạnh như thế nào, một chưởng đánh cho luyện khí chiến sĩ kia đâm vào trên vách tường, làm vách tường lắc lư một cái. Nhưng luyện khí chiến sĩ kia không có bất kỳ tổn thương, lập tức công về phía Trương Nhật Trần lần nữa. Bất tử chi thân. Tốc độ của Trương Nhật Trần nhanh hơn luyện khí chiến sĩ rất nhiều. Trước đó liền vượt qua 3 bước, tránh thoát hai luyện khí chiến sĩ liên hoàn công kích. Thế nhưng nguy cơ càng lớn hơn xuất hiện, bởi vì Trương Nhật Trần bước ra 3 bước, làm hai luyện khí chiến sĩ ở phía trước bừng tỉnh. Hai luyện khí chiến sĩ ở phía trước cùng hai luyện khí chiến sĩ ở phía sau vây Trương Nhật Trần ở chính giữa, đồng thời phát động công kích. Bành bành bành. 4 luyện khí chiến sĩ, 8 cánh tay, 8 cái chân kim loại, toàn bộ đánh về phía Trương Nhật Trần. 4 phương 8 hướng, toàn bộ đều là chưởng ảnh và cước ảnh. Chân khí trong cơ thể Trương Nhật Trần cấp tốc vận chuyển, hai chân vận động, hoặc đá nghiêng, hoặc quét ngang, đôi tay không ngừng vung vẩy, hoặc chưởng, hoặc đón đỡ. Mang tượng tri địa. Trương Nhật Trần ở trong tốc độ cực nhanh, liên tiếp đánh ra 4 chưởng. Oanh! 4 luyện khí chiến sĩ bị Trương Nhật Trần đánh bay ra ngoài, có đụng vào trên vách tường, có té trên mặt đất. Quả thực, thực tình bát tạc. Trương Nhật Trần tiếp tục đi thẳng về phía trước, lại có hai luyện khí chiến sĩ đồng thời phát động công kích. Đằng sau 4 luyện khí chiến sĩ cũng từ trên mặt đất bò lên, lần nữa đuổi theo. Không được, phải tốc chiến tốc thắng. Nếu bị 18 luyện khí chiến sĩ vây quanh, ta thua không thể nghi ngờ. Ý nghĩ này cấp tốc hiện lên trong đầu Trương Nhật Trần. Bành! Hai chân Trương Nhật Trần trầm xuống, cánh tay bổ ra, đánh một luyện khí chiến sĩ ở bên tay trái ra ngoài, nên 4 luyện khí chiến sĩ đang đuổi theo cả xuống đất. Bộ pháp nhanh hơn xông về phía trước. Long tượng quy điền, phi long tại thiên, mang tượng tri địa. Bành bành, tốc độ của Trương Nhật Trần cực nhanh, dùng một loại xu thế quét ngang qua hành lang. Khi hắn đi ngang qua hành lang, 18 luyện khí chiến sĩ đều đứng lại, bất động không nhúc nhích. Trương Nhật Trần nhìn báu động trên hai tay, thở dài một tiếng. Cuối cùng, vẫn là huyết nhục chi thân, giao thủ với luyện khí chiến sĩ kia, quá chịu thiệt rồi. Bất quá cuối cùng đã xông qua được. Hết tập 18, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.